Hôm nay là cuối tuần nên mình đi siêu thị mua đồ ăn. Mới bước vô siêu thị là mùi khoai lang thơm quá. Khoai lang nướng ở đây, khoai bình thường thì 200 yên một củ là 40.000. Còn khoai lang tím, wow, củ to quá, 300 yên 60.000 củ khoai lang nướng này. Mắc hay là rẻ mọi người? À, nhưng mà củ to lắm á, thơm quá à. Trái thơm Đài Loan 130.000. Mình rất là thích ăn khoai lang nướng. À, có bán cherry rồi nè. Cái này là cherry của Nhật. Một hộp nhỏ này có trị giá là 200.000. Đố các bạn biết quả này quả gì? Wow, trái to chưa? Sai. Vô mùa xoài rồi. Nhìn ngon quá. À, có bán chân dây. Mình đã đi chợ về rồi nè, để xem mình mua hôm nay mình mua được cái gì nha. Mình mua một bình nước dứa để uống nè, bánh mì ba lát để ăn sáng, một vỉ xíu mại, gói mì này mình sẽ để ăn trưa. Mình thấy mình ăn thử một lần rồi mình thấy rất là ngon. Nó kiểu mì cay, mì trộn đó, nên mình sẽ ăn trưa. Mình mua một vỉ thịt này về, người ta cắt sẵn rồi, mình sẽ làm thịt cuộn nấm kim châm. Yeah. Mua một bịch đậu phộng. Cái này là đồ ăn vặt của mình, chuối sấy. Mình rất là thích ăn vặt. Rồi tiền ăn vặt của mình nó tốn ngang ngửa tiền ăn cơm của mình luôn. Đây là mì để làm mì lạnh, có 3 gói, sẽ ăn được 3 lần. Một bịch giá. Cái này là ham mình mua. Ham để ăn chung với lại mì. Có thể là mì lạnh và cũng có thể là trưa nay mình ăn mì gói mình cũng sẽ bỏ cái này vô luôn. Một trái bơ để ăn với bánh mì buổi sáng. Như hồi trước mình đã nói là mình rất thích ăn sandwich với lại bơ. Cái này là măng tây. Măng tây đắt lắm. 4 cọng bé tí thôi, 20.000. Đây, măng tây và nấm kim châm mình sẽ dùng để cuộn với thịt. Và mình có mua còn tây, dùng chắc là để xào hay là để ăn chung với mì gì đó. Mình thấy còn tây mùa này rẻ, mình mua chỉ có bình thường một nhánh còn tây nhỏ thôi mà đã là 20-30.000 rồi, nhưng mà mình mua một bó này thì chỉ có 14.000 thôi, khá là rẻ. Một chai nước trà hoa lài, không biết sao tự nhiên hôm nay mình muốn uống trà hoa lài, trà thơm tho. Đây, đây là
supermarket haul của mình ngày hôm nay. Đống đồ ăn này chắc mình ăn được 2-3 ngày gì đó. Và mình đi chợ là hết 2 sen. Có nghĩa là gần khoảng 400.000 tiền Việt Nam. Mà chưa có đủ đồ, chưa có mua trái cây. Mình chắc mình sẽ mua thêm chuối hoặc táo, những cái loại trái cây rẻ rẻ thôi. Còn những cái loại trái cây hồi nãy mình quay cho các bạn á, không có tiền để ăn. Ôi trời ơi, thèm quá. Trưa nay mình sẽ nấu mì gói ăn. Sáng mình chỉ ăn có một trái táo thôi nên bây giờ mình khá là đói bụng. Mì thì mình chỉ ăn nửa gói thôi, tại vì mình sẽ ăn full topping. Rau bên Nhật cũng khá đắt, rẻ nhất là giá một bịch này là 30.000, một bịch giá này là 30.000. À đâu, nhầm, một bịch giá này là 3.000, xin lỗi các bạn, hết hồn tự nhiên nói ủa sao bịch giá tới 30.000 như vậy. Leo thường cắt ra mình sẽ chà cái đầu cho nó bớt mũi. Mình biết cách này có tác dụng thôi, nhưng mà các bạn thấy là nó cũng ra mũ ấy. Đây là thói quen của mình. Sau khi chà xong thì các bạn cắt bớt cái phần này đi. Và sau đó là mình thấy cái đoạn này ăn khá ngon, không có bị chát, không bị mũ nữa. Không biết sao mà nó kêu dịu như vậy. Biết sôi rồi, bỏ mì vào thôi. Dưa leo vào lát mỏng như vậy. Mình đam mê mua những cái đồ dụng cụ bếp bà vào lắm các bạn. Mình phải mua một cái gọt vỏ, một cái bào lát, một cái bào sợi, bào sợi nhỏ, bào sợi lớn. Không biết tại sao mình đam mê như vậy. Cái xíu mại này chỉ cần bỏ vô lò đi sống 5 phút là có thể ăn. Hai cục thì có vẻ ít, bốn cục thì có quá no nên mình sẽ ăn ba cục. Năm trăm watt 3 phút, 5 phút. Bye bye. Cái này là mình trộn nên mình luộc nó và sau đó mình sẽ đổ bớt nước ra. Mày này luộc trong vòng 3 phút. Mà nãy là mình quên xong rồi. Mình sẽ nấu theo linh cảm. Chừng nào thần linh nói mình là mì chín rồi mình sẽ lửa. Ở Việt Nam không bao giờ mình ăn những cái thịt nguội, cái ham này đâu các bạn. Mà không biết sao vào đây cái tự nhiên mình ăn được và lâu lâu mình lại thèm. Qua đây mình đã thay đổi khẩu vị khá nhiều. Mình ăn được phô mai, mình ăn được thịt nguội, mình ăn được đồ lạnh. Mình ăn sushi, mình ăn cá sống, mình ăn sashimi. Rồi những cái thứ ăn đồ đó là mình rất là thích nữa chứ. Qua đây mình thích ăn phô mai. Những cái gì mà có phô mai là mình cảm thấy nó rất là ngon. Rồi, một thói quen yếu bở. Mình đã chắc bớt nước và trụng qua nước lạnh. Một bí quyết để ăn mì trộn là trụn mì xong sẽ trụn qua nước lạnh để sợi mì được dai hơn. Còn nếu không thì mình thấy cái sợi mì nó bị mềm, bị bở, không ngon. Mình cho thịt ham vào này. Combo mì gói thịt ham, một combo unhealthy. Nhưng mà các bạn biết đó. Mình
cũng phải nên tự thưởng cho bản thân mình những bữa ăn không healthy nhưng mà ngon miệng. Bây giờ thì cho sá vào. Chắc thêm nước, mình để nước hơi bị nhiều, mình cảm giác là như vậy. Bây giờ nước sắp cạn rồi, mình cho dưa leo vào luôn. Không biết có ai ăn kiểu giống mình không ta, các bạn làm thử đi, ăn rồi cho mình biết cảm nhận. Mình nghĩ là nó sẽ ngon đó, mình thấy nó ok rồi đó. Mình sẽ tắt bếp, mình không muốn để dưa leo nó bị chín mềm quá đâu. Xong rồi, giờ sửa cho nó lại đẹp mắt xíu, một tay cầm máy quay một tay nấu ăn. Ôi, mình không đổ nó hết ra ngoài là may lắm rồi. Một dĩa mì quá xấu. Cái sứ mại của mình chắc cũng đã xong rồi. Mò nó khét luôn rồi. Các bạn biết không, mình có một biệt danh là Uyên khét, có nghĩa là nấu món gì cũng khét hết. Mình nướng bánh mì cũng khét, nấu cơm cũng khét. Bây giờ quay cái này thôi, trong lò vi sóng mà cũng khét. Ta ta, buổi trưa của mình đây. À, chắc có thể là mình sẽ uống nước dứa. Mẹ đâu? With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. Chiều nay thì mình có hẹn đi ăn với bạn chung lớp, nên bây giờ mình đi thôi. Mình đang trên đường đi. Chiều nay không khí thật là đẹp, đang mùa hoa này hay sao đó, nở khắp nơi luôn, rất là đẹp, nguyên một hàng hoa. Mình đi ăn chung với một bạn chung phòng là hai người Trung Quốc, hai người bạn Nhật. Hôm nay thì mình ăn món Trung Quốc. Cái này có bắp nếp, lâu lắm rồi mình mới được ăn bắp nếp giống như Việt Nam. Ngon lắm. Tuyệt vời, cho 100 điểm. Cái này là giống như màn thầu á, và mình có thể ăn chung với lại cái miếng hành dưới. Cực kỳ ngon luôn. Mình rất là thích ăn đồ Quốc. Video của mình đến đây là hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ ăn và nói chuyện với các bạn. Mình đây mình không quay nữa. Bye bye các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại.